Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận điện báo có vụ sạt lở đất ở thủy điện sông Trang Ba, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã ngay lập tức dẫn đầu đoàn gồm 20 cán bộ chiến sĩ khẩn trương lên rừng tìm kiếm cứu nạn. Khi đoàn sắp tiếp cận khu vực sạt lở, đất đá bên sườn núi bất ngờ trượt xuống, 8 người may mắn thoát khỏi khu vực sạt lở, 13 người mất tích, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Đến tối qua 15 tháng 10, theo thông tin từ Sở Chỉ huy Tiền phương, lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể của đoàn công tác gặp nạn tại tiểu khu 67, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong số 13 nạn nhân được tìm thấy có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man sinh ngày 12 tháng 1 năm 1966 tại xã Lý Ninh, nay là phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông hiện giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 14. Tháng 8 năm 1989, sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 2, ông được cấp trên điều động nhận công tác tại Sư đoàn 2, quân khu 5. Từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 8 năm 2006, sau khi hoàn thành khóa đào tạo dài hạn cán bộ chỉ huy binh chủng hợp thông cấp trung sư đoàn tại Học viện Lục quân, ông được điều động về nhận công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình, quân khu 4 với nhiều cương vị khác nhau. Ngày 21 tháng 11 năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình khóa 16 phân công ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có quyết định số 593 /QĐ-TTG về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Man, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 24 tháng 6 năm 2019, ông bàn giao chức trách nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho Đại tá Lê Văn Vĩ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Ông được phong hàm Thiếu tướng đúng một năm sau, vào tháng 6 năm 2020. Trong mắt những người lính, những người đồng đội của mình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là một người có bản lĩnh, ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, một lòng vì nước, vì dân. Từ nhiều năm nay, trên cương vị lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, hình ảnh ông luôn gắn liền với các hoạt động cứu hộ, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân trong bão lũ. Trước đó thì trưa ngày 12 tháng 10 vừa qua, công trình thủy điện Rào Trăng Ba sạt lở khiến 3 người chết, 17 người mất liên lạc. Tối cùng ngày, ngay sau khi nhận được tin về sự cố sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng Ba, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man đã dẫn đầu đoàn gồm 20 cán bộ chiến sĩ băng rừng vào khu sạt lở để xác minh và có phương án cứu hộ, cứu nạn. Rạng sáng ngày 13 tháng 10, khu vực đoàn cứu hộ dừng chân nghỉ ở tiểu khu 67, trạm kiểm lâm sông Bồ bị sạt lở, khiến 13 người mất liên lạc, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Sáng 14 tháng 10, chuyến bay đầu tiên của sư đoàn 372 vào khu vực Rào Trăng Ba. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng giải cứu 19 người và đưa được một thi thể ra ngoài. Đến tối qua 15 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể của đoàn công tác gặp nạn. Trong số 13 nạn nhân được tìm thấy có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4.